Chào tất cả anh em trong hội thánh khắp mọi nơi. Hôm nay là ngày thứ bảy của ngày kiêng ăn cầu nguyện của hội thánh VBC. Tôi được xin chia sẻ Corinto nhì đoạn 3 câu 2 nói về ấy là anh em là bức thư gửi gắm của chúng tôi được viết trong lòng chúng tôi và mọi người đều đọc và đều biết. Cảm ơn Chúa, đây là cái đoạn kinh thánh mà cho chúng con biết là Đức Thánh Linh ở cùng với tất cả mọi người. Đức Thánh Linh là bức thư gửi gắm của mọi người và Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con trong mọi con đường. Bởi vậy khi chúng con đi cùng với Chúa, chúng con được sự hướng dẫn của Chúa thì chúng con là con cái của Ngài và mọi người sẽ được thấy được tình yêu thương của Chúa và sẽ quay trở về với Ngài. Cảm ơn Chúa, đó là những điều mà tôi đã học và tôi có thể chia sẻ một chút về những điều mà tôi nhận thấy và tôi bởi vì bức thư đó viết trong lòng mọi người, đó là Đức Thánh Linh ở cùng với mọi người. Cảm tạ Chúa. Và giờ này tôi xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa là cha yêu dấu của chúng con cảm tạ Chúa vì bức thư của Ngài, đó là tình yêu thương, đó là sự nhân từ của Ngài, mà Ngài ở cùng với tất cả chúng con. Cái bức thư đó viết ở trong lòng của chúng con, bức thư đó làm cho chúng con sống và chúng con bước theo sự hướng dẫn của Chúa và chúng con được trở nên hình dáng và vóc dáng giống như Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng con. Con cảm tạ Chúa và con biết rằng đó là đường đi, là chân lý, là sự sống mà Chúa Giêsu Christ đã dạy cho chúng con qua lời hằng sống của Ngài. Con cảm tạ Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Christ.